Chúa yêu con dịu êm, thật dịu êm. Tình Chúa biết bao ngọt ngào, Ngài thương con không bờ không bến. Tình yêu vững bền năm tháng, Chúa ơi con đây, biết lấy gì mà đáp đền, biết lấy gì mà đền đáp ân huệ tình. Chân con qua muôn nơi là có Chúa bên con chẳng ngơi, Ngài vẫn đã nâng con ngày đêm, cho bước đường đời con vững tin thêm. Có ơn trời lòng con thứ thái, ra đi giao truyền chân lý khắp gần xa. Tình Chúa yêu con dịu êm, thật dịu êm. Tình Chúa biết bao ngọt ngào, Ngài thương con không bờ không bến. Tình yêu vững bền năm tháng, Chúa ơi con đây, biết lấy gì mà đáp đền, biết lấy gì mà đền đáp ân huệ tình yêu. Dòng thời gian như con thoi đưa, ngày đã xế đêm buông hoàng hôn. Nhiều lúc thấy cô đơn niềm tin, xin Chúa thương tình nâng đỡ con luôn, để con được bên tâm vững chí, ra đi giao truyền chân lý khắp trần gian. Đời con luôn luôn xin vâng, tìm ý Chúa trong bao khổ đau, cùng với Chúa vai mang thập tự. Chúa chính là đường dẫn dắt con đi, suốt cuộc đời lòng con thao thức, mong sao tin mừng cứu rỗi đến mọi nơi. Chúa yêu con dịu êm, thật dịu êm. Tình Chúa biết bao ngọt ngào, Ngài thương con không bờ không bến. Tình yêu vững bền năm tháng, Chúa ơi con đây, biết lấy gì mà đáp đền, biết lấy gì mà đền đáp ân huệ tình yêu. Lấy chi để con đáp đền, biết lấy chi để con đáp đền. Tình Chúa thương con, lấy chi để con đáp đền, biết lấy chi để con đáp đền. Tình Chúa thương con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 6. Hiệp ước giữa Israel và người Gibeon. Liên minh chống Israel. Sách Giô-suê, chương 9, từ câu 1 đến câu 2. Nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên kia sông Giô-đan, trên miền núi, trong miền Sơ-phê-la và ở vùng ven biển lớn cho đến tận Li-băng. Các vua Khết, Emuri, Canaan, Bơ-rít-di, Ki-vi và Dơ-vút hợp nhau để cùng chiến đấu chống lại ông Giô-suê và Israel. Mưu của người Gibeon. Sách Giô-suê, chương 9, từ câu 3 đến câu 18. Người Gibeon nghe biết những gì ông Giô-suê đã làm cho Jericho và Ai, thì cũng dùng mưu. Chúng lên đường, mang theo lương thực và cho lừa chở những chiếc bị cũ, những bầu rượu bằng da cũ thủng và được vá lại. Chân mang dép cũ được khâu lại, mình mặc quần áo cũ, tất cả bánh dự trữ đều khô cứng, nát vụn. Chúng đi gặp ông Giô-suê ở trại Gilgal. Chúng nói với ông và người Israel: "Chúng tôi từ nơi xa đến, vậy bây giờ xin các ông ký hiệp ước với chúng tôi." Người Israel mới nói với người Khi-vi: "Biết đâu các ông lại chẳng sống ngay giữa chúng tôi, thì chúng tôi ký hiệp ước với các ông làm gì?" Chúng nói với ông Giô-suê: "Chúng tôi là tôi tớ của ông." Ông Giô-suê nói: "Các ông là ai và từ đâu đến?" Chúng đáp: "Nghe biết danh tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, các tôi tớ của ông đã từ một nước rất xa đến đây. Vì chúng tôi đã nghe nói về người, về tất cả những gì người đã làm bên Ai Cập và về tất cả những gì người đã giáng cho hai vua người Emori ở bên kia sông Giô-đan, nghĩa là cho Si-khôn, vua Khét-bôn và Ốc, vua Ba-san ở Át-ta-rốt. Các bậc kỳ mục của chúng tôi và mọi dân trong nước đã nói với chúng tôi: các anh hãy mang theo lương thực đi đường mà đi đón họ. Hãy nói với họ: chúng tôi là tôi tớ của các ông. Vậy bây giờ, xin các ông ký hiệp ước với chúng tôi. Bánh của chúng tôi đây này, khi chúng tôi đi, khi chúng tôi đem ra khỏi nhà làm lương thực, ngày chúng tôi ra đi để đi đến với các ông, nó còn nóng hổi, mà bây giờ nó đã khô cứng, nát vụn. Những bầu rượu kia, khi chúng tôi đổ đầy rượu vào, thì hãy còn mới, mà nay đã thủng. Quần áo và giày dép của chúng tôi đây đã cũ vì đường xá xa xôi." Người Israel nhận một phần lương thực dự trữ ấy mà không thỉnh ý Đức Chúa qua lời sấm. Ông Giô-suê để chúng được bình an và ký hiệp ước bảo đảm tính mạng của chúng và những người lãnh đạo cộng đồng thề ước với chúng. 3 ngày sau khi ký hiệp ước với chúng, người Israel nghe biết chúng là người láng giềng và sống giữa họ. Con cái Israel rời nơi đó mà vào thành của chúng ngày thứ 3. Thành của chúng là Gibeon, Cơ-phi-ra, Bơ-ê-rốt, Kia-zét-zơ-a-jim. Con cái Israel không giết chúng, vì các người lãnh đạo cộng đồng đã thề ước với chúng nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Nhưng toàn thể cộng đồng đã kêu trách những người lãnh đạo.
quy chế cho người Gibeon. Sách Giô-suê chương 9 từ câu 19 đến câu 27. Mọi người lãnh đạo nói với toàn thể cộng đồng: chúng tôi đã nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel mà thề, nên bây giờ chúng ta không được đụng tới chúng. Chúng ta sẽ đối xử với chúng như thế này: chúng ta sẽ để cho chúng sống, và cơn thịnh nộ sẽ không giáng xuống chúng ta, vì chúng ta đã thề ước với chúng như vậy. Những người lãnh đạo nói tiếp: cứ để chúng sống, nhưng chúng phải chặt củi, múc nước cho toàn thể cộng đồng. Những người lãnh đạo đã nói với chúng như thế. Ông Giô-suê triệu tập chúng lại và nói: tại sao các ngươi đã lừa dối chúng tôi mà nói: chúng tôi ở rất xa các ông, trong khi các người sống giữa chúng tôi. Bây giờ các người là những kẻ bị nguyền rủa. Tất cả các người sẽ mãi mãi làm nô lệ, làm người chặt củi, múc nước cho nhà của Thiên Chúa chúng tôi. Chúng trả lời ông Giô-suê: người ta đã kể đi kể lại cho các tôi tớ ngài đây lệnh mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ông đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của người, là trao cho các ông tất cả xứ sở và tiêu diệt trước mặt các ông toàn thể dân cư trong xứ. Chúng tôi đã sợ cho tính mạng của chúng tôi. Chúng tôi rất sợ các ông, nên chúng tôi đã làm điều ấy. Vậy bây giờ chúng tôi đang ở trong tay ông. Ông cứ đối xử với chúng tôi như ông nghĩ thế nào là hay, là phải. Ông đã đối xử với chúng như thế này: ông đã cứu chúng khỏi tay con cái Israel, và họ đã không giết chúng. Nhưng ngày ấy ông Giô-suê bắt chúng chặt củi, múc nước để phục vụ cộng đồng và bàn thờ của Đức Chúa cho đến ngày nay, ở nơi người sẽ chọn. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ bảy, cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng Chúa thương xót. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn con tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu đàn chịu trên vì con mà con đã ca lòng vang nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nắng đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết bà tang xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cảm thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ơn chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như tha nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như tha nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như tha nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trăm ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin tham vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tham vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin dung chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ám thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,
là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ bảy, cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng Chúa thương xót. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn sùng kính ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim từ bi ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa, để nhờ chính quyền năng Chúa, họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương những người sùng kính cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha. Họ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sống động. Bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi Lạy Đấng tối cao, con van nài Cha hãy rủ lòng thương xót vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ và cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la không cùng của Cha. Amen. Này con là đá, trên kiên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sớm cùng mưu ma vậy cùng khóc làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vinh thánh danh Giêsu chi thay, ơn thân trong tâm mình rất nhỏ mọn. Này là của ân lương thương thiên thần, đây chính thật ngôi lời ân đau mình, để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kinh lạy thánh thể tình yêu, Giêsu Chúa ơi con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình máu bánh rượu, vì thương chúng con nên đành tha mình, đem hiến dâng nuôi hồn chúng tư. Yêu thương nào ai đã bao đêm, ôi kính lạy Chúa cao.
Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ước ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhận quyền tuyển đôi Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được giữ bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng hương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn để Chúa cai trị lòng chúng con. Lạy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa càng khi chúng con hối hòm chung lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúc làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tan sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ quân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời sơ đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chắc rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhắc cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là Chúa cả chúng con. Amen. Thánh tâm Chúa Giêsu, ban xuống lòng con, còn lửa say yêu bọn Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu tràn lan tình thương xót, xin thương dung người đang sống trong tôi biết tìm đến Chúa nhân từ. Thánh tâm Chúa Giêsu nguồn nhân ái vô ngần, hãy thương dung đoàn con một lòng mê say bốn Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu tràn lan tình tha thứ, xin thương những người đã choáng vô định dung vàng đến thánh tâm người.
Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.